Hello cả nhà, chiều mình đi làm về cái mình ra vườn này mình làm cỏ cho cái vườn của mình. Nhưng mà mình thấy cái mấy cái lá này nó che mấy cái nho mình lợi quá, cho nên mình tỉa bớt cả nhà, mình tỉa bớt cho trái nó bự ra một chút, với cho nó thông thoáng thì mình nghĩ giống vậy đó. Trái quá chừng trái luôn, mà giống như lá nhiều quá đó. Ồ, cắt cái này cẩn thận, cắt không cẩn thận cái nó mất sắp nho là uổng lắm luôn. Nó do nhiều quá chừng, nhưng mà lá nó cứ che lại gì đây nè cả nhà, cho nên mình cắt bớt cái mấy, mình tỉa bớt mấy cái lá này đi cho nó thấy được nho là một, với hai nữa là cho nó thoáng, cho trái nó thoải mái một chút. Quá chừng trái luôn cả nhà. Nè, để mình quay cái máy qua đây một chút nè, quay nhẹ nhẹ thôi, quay mạnh quá cái nó lung lơ cái máy, quá xả trái luôn cả nhà ơi. Tỉa bớt, mình quay lại cho cả nhà coi cả nhà. Mình ra đây mình nãy giờ mình làm cỏ từ đằng vòng cái gốc này nè, rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái dây nho cho cả nhà coi, trái quá chừng luôn. Cái ham đó đây, cái này là mình quay cái camera lại cho cả nhà coi nè, trái nè, nè thấy ham không cả nhà? Bởi vì cho nên ở đằng kia người ta trồng nguyên cái vườn nho luôn mà mình không biết. Cả nhà coi trái quá chừng coi nè, mình cắt lá bớt rồi cho ở nhà thấy với mình, chứ còn mình không cắt lá nó trong đây rất là nhiều luôn nha cả nhà. Đó, trái từ dưới gốc lên tuốt ở trên đây luôn, trên đó nó có trái nữa mà nó còn nhỏ. Ô, cả nhà coi nho của mình nè, wow, dễ thương chưa cả nhà. Ôi trái quá xá trái luôn, hỏi chồng gì đây mà mình không mê sao được, quá xá thế hà. Hồi nãy bên đó là nho đỏ nè cả nhà, còn bên đây là nho xanh nè. Nho xanh á, bên đây nó không có nhiều trái bằng bên nho đỏ, nhưng mà nó cũng rất là đẹp luôn. Ở đây một chùm, hai chùm, bên đó một chùm nữa đó cả nhà. Rồi đó, bên đó, bên đây nè, bên đây một chùm nữa rồi, ba chùm, ở trên đây một cái nữa, bốn chùm. Nhưng mà mình thấy mình cũng vì đây là mình cũng may mắn lắm cả nhà. Bạn mình trồng có nhiều người có trái nhiều lắm, nhưng mà có nhiều người trồng cũng không có trái luôn á, người ta cũng nhổ dây dục. Nhưng mà mình trồng mùa này hai mùa rồi được gì đây là quá vui luôn cả nhà. Đó, mình quay cho cả nhà coi với mình nha, cái hàm quá trái đây nè, no nóc luôn, căng tròn như ở trong cái vườn mình là mười mấy cây xung, nhưng mà hiện tại bây giờ là có 6 cây có trái nha cả nhà. Nè đây nè, cây này cái tán nó đẹp lắm, để mình quay xuống cái gốc đi cho cả nhà xem cái gốc với mình luôn. Mình mua cây đó là mình lựa, hồi xưa mình không biết, mình cứ lựa một cái cây một mà nó có trái thôi. Bây giờ mình trồng nhiều năm rồi mình biết, là cho nên mình lựa mấy cái gốc nó gì đây nè cả nhà, nó có tán nhiều vậy nè. Cái gốc này nó được 4 cái tán rất là đẹp luôn. Hả? Cái tán này nhỏ xíu mà nó cũng có trái luôn nè. Nè, ở bên đây cái tán này nhỏ nhưng mà nó cũng đang ra trái con luôn. Mua cây mà có nhiều tán nó sẽ ra nhiều trái nha cả nhà. Đây, trái nhiều lắm luôn á. Đây nữa nè, coi cả nhà coi cái cây sung trái này. Nhìn mát con mắt luôn, quá đẹp. Còn cái cây này cũng vậy nữa. Còn cái cây này cũng vậy nữa nè cả nhà. Cây này cũng vậy nè, cái gốc nó được hai cái gốc ra nè, cả nhà thấy không? Nè hai. Cả nhà thấy cái cây này cũng vậy nè không? Hai cái tán luôn. Tán nào cũng có trái hết. Đây, tán nhỏ. Còn này hoặc là qua bên cái gốc tán lớn. Nè. Trái. Dễ sợ đẹp không? Cái cà này bữa hổm còn hái cho nửa gỗ mà bây giờ nó còn, nó già rồi mà nó vẫn còn trái cái nè bà cô chú. Cái
cưng hết biết luôn. Đây nè, trái nằm xuống tới dưới đất luôn, đẹp quá, xóa đẹp luôn. Bởi vì gì đây mà sao không có thích trồng đồ được không bà cô chú hả? Trồng đồ vui lắm, có trái mình ra mình ngắm nó chín rồi bẻ ăn, và đặc biệt có một cái mình trồng á mình bẻ ăn nó rất là ngọt không bà cô chú. Ở đằng chợ mình mua ăn không bằng, mình mua mình trồng gì đây nè ăn nó rất là ngọt luôn. Đây là tắc, tắc muối. Tắc này nhiều quá ăn không hết, mẹ muối hôm nay nè, mê quá, thích dễ sợ luôn. Trồng gì đây mà sao không thích không bà cô chú hả? Đây nè, đây nè, trồng gì đây mà sao không thích được. Còn cái này là cây cây táo tàu của bạn mình, bạn của cha mình, nói lộn, bạn của cha mình cho mình một cái nhánh chừng một gang tay thôi cả nhà, mà cái này là trồng được hai mùa mà cả nhà thấy hả, quá xá trái luôn cả nhà ơi. Cái nè tốt không, tốt lắm luôn, cái giống này ngon lắm. Cái cha mình trồng cái cây cả nhà thấy có tốt không? Mình bỏ phân xong cái năm nào mình cũng phải bỏ phân vô cái gốc hết cho nó có đủ dinh dưỡng nha cả nhà. Rồi cái cha mình nhổ cỏ đó, cái khô á, cỏ khô á cha mình ủ ở dưới cái gốc này. Vậy là cây nó giúp cho cây nó mát mẻ và nó tốt lắm nha cả nhà. Trái nhiều lắm cả nhà ơi, coi nè. Thấy hàm không? Cái cây khoảng chừng mấy gang tay thôi mà trái quá, trái trái luôn. Bồ này là mình mua ở trong chợ trời, ở dưới cái gốc nó lên được 5-6 nhánh luôn, 2-4 cây bự nữa, 4 cây nhỏ với cây bự nữa là 5 cây nè, trái quá xá trái. Thương không? Ra ngoài ngọn, ra ngoài ngọn rồi nó đang quằn cái cây luôn nè cả nhà. Tại ngộ lắm, nó không có trái ở dưới cái gốc mà nó có trái trên cái ngọn mới độc chứ nè. Chùm này ba trái mà nó quá bự lên, cho nên cái cây của mình chắc mình phải kiếm cái cây mình đỡ lên, đừng thôi nó gãy cái nhánh này cả nhà ơi, nó sắp gãy rồi. Bây giờ trong cái vườn mình hình như là hết cây luôn rồi, hết cây để chổi luôn rồi, để chắc mình đi hôm đi vô mình mua cái cây để mình chổi cái cây táo mình lên, đừng thôi bốn cái trái này nó mọc ở trên cái ngọn này nó sẽ gãy cây. Đẹp quá. Rồi còn qua đây là cây mận. Cây mận mình trồng được 2 mùa rồi cả nhà ơi, mình mua đằng chị Yến nha. Nursery hình như là mình nhớ mua năm rồi là 80 mấy đồng. Bây giờ nó ra nó cho mình cái chùm hoa này cả nhà ơi, cái cưng quá à. Cái chùm này mà đậu nguyên một trái bao nhiêu đây ha, là ngon lành luôn á. Thấy không? Ở đây mua cái cây này trồng 2 mùa nó cho mình được 2 khoảng trái luôn. Ở trên đây nó ra trái rồi nè. Đẹp không cả nhà? Cây mận xanh nha cả nhà. Rồi ôi nó thấy cưng hết sức luôn. Cái cây này mình nghĩ năm sau nữa nó sẽ bự. Bây giờ cái gốc nó ra cho mình 3 cái gốc luôn cả nhà, nữa là thành 4 cái gốc luôn nè. Cái tán nó rất là đẹp luôn. Thích ghê luôn. Đây. Con sẽ quay mấy cái cây nha đam này cho ông bà cô chú coi, là tại vì cái cây nha đam này á bẹ bự quá mà giống như con không có ăn á. Con để nó khô quá cho nên cây nó cũng không được tốt. Cho nên bây giờ con sẽ tỉa bớt mấy cái nhánh này vô. Ăn nó chè gì cũng được. Rồi cái bẹ cây nào ông bà cô chú. Bự vậy đó mà bây giờ cái khúc trên đây nó bị vàng, nó già nên mình chặt cái này mình lấy khúc này thôi. Đó, con tỉa lại cái cây nó sạch thôi. Cái cho cây con nó nhảy ra. Chứ bây giờ để mà không cắt cái cây con nó không có nhảy ra. Còn cây nha đam của con nè. Đó, đặc biệt là nó có bông. À, nó có bông trên đây nè, bông hôm nay con thấy khoảng nó ra khoảng mấy tuần rồi mà nó chưa có nở, nó cao như vậy luôn, nó đẹp quá chừng luôn á ông bà cô chú. Rồi còn cái bụi nha đam á, nó có hoa, rồi mình canh sau 4 tuần nó sẽ nở ra màu vàng gì đây nè cả nhà. Nó rất là đẹp luôn. Lần đầu tiên trong đời mình mới thấy nha đam mà nó có hoa mà cao mà đẹp giống như về đây luôn, lần đầu tiên mình thấy. Cho nên mình canh mình quay cho cả nhà xem. Cái cây chanh này cả nhà nhìn thấy thương không? Trái không? Nó khoảng chừng 2 gang tay thôi à.
từ ở dưới cái gốc nó đi lên á. À, cái công của mình trồng á mình rất là thích, mình chăm sóc phân bón đủ thứ hết, chứ cây trái ra sum xê luôn, cây đẹp quá. Cây này mình trồng đâu 4 năm rồi nha cả nhà, cái tán nó ra rất là đẹp luôn. Để mình quay sát sát rồi cho cả nhà xem. Cái cây này nó chậm ra trái hơn cái kia kia. Ôi nhưng mà nó đang có trái luôn rồi cả nhà. Bữa nay mình ra mình thấy nó đang có trái rồi nè. Để mình quay cho cả nhà coi. Cái cây bonsai này nó có trái muộn hơn cái cây cao kia ha. Đây. Hôm nay mình ra mình quay mình thấy đây có trái rồi nè. Mai mốt á, là từ từ nó sẽ ra mấy cái nhánh này là có trái hết luôn. Hồi năm rồi cái cây này là mình ăn mười mấy 20 trái cho một cây luôn đó nè. Cái cây này trồng, cái cây này nó không có chiếm diện tích nè, mình thích lắm á. Là coi như là nó không có cao, nó chỉ đi vòng vòng nó nằm cái kiểu giống gì đây nè. Cái cây này hồi xưa mình mua ở trong Home Depot có 17 đồng hồi xưa thôi nha, 4 năm về trước thôi nha. Rồi bây giờ mình nghĩ không có giá đó đâu. Rất là đẹp luôn. Ngày trần chỗ cái clip khoai chuối của con nó rớt một cái hạt bông. Nó lên kỳ một cái hoa đẹp quá. Màu tím. Khoai chuối của con bữa nay nó quá chàng đẹp rồi. À, nguyên cái nhánh blueberry của mình nó chín quá chừng rồi cả nhà ơi. Nè. Bây giờ mình bẻ mình ăn. Cái chùm này nó cũng mau chín quá chứ. Bữa hổm mình quay mới quay không thấy. Bữa hổm mình quay mới có một tuần trước mà bây giờ nó chín đây nè. Nhiều đây nè, ăn ngon lắm luôn. Để nó chín đen gì đây ăn nó ngọt lắm. Rồi giờ mình ăn thôi. Ngon quá cả nhà. Ngọt ngon lắm. Còn đây là cây nhãn của con luôn nè. Cây nhãn của con đang có trái luôn nè cả nhà ơi. Đây. Việt Nam trồng cây nhãn bẻ mấy chục ký, còn ở đây trồng được mười mấy 20 trái mừng quá. Đây, cái này là Surrey Ấn Độ nha ông bà cô chú. Trái thì cưng không? Trái này nó chín rồi nè, nhưng mà người ta nó chín cho nó chín đỏ đen luôn, ăn nó mới ngọt. Cho nên con phải chừa cho nó chín đỏ đen con mới hái. Đẹp quá. Cái này cái bụi rau chua của nhà ăn cắt mới có 2 tuần mà nó ra gì đây nè cả nhà. Bữa nó bự quá đó. Nhận nó mau lớn hết biết luôn. Tốt hết biết tốt à. Bữa nay con cắt vô ăn với cho cái chị làm chung luôn. Tốt quá. Mình đang quay mình thấy chao berry chín quá, mình bẻ luôn cả nhà ơi. Trái chao berry bự quá chừng luôn. Chín đỏ tươi luôn, mình sẽ hái vô cho con gái mình ăn. Và mẹ mình với mình luôn nữa. Chứ mình hái một lần mà mười mấy 20 trái là một mình ên con gái mình ăn đâu có hết. Đây nè cả nhà. Trồng ngay chân chỗ này 10 cây Surrey. Lộn. Trồng ngay chân chỗ này là 10 cây strawberry. Đó, đây buổi chiều về bẻ bao nhiêu đây nè cả nhà. Thấy mê không cả nhà? Mười mấy 20 trái luôn. Trái bự mà chín đỏ vậy đang mới ngon. Nhưng mà mình kỹ lắm. Mình bỏ nước muối nè vô cái tô. Rồi mình ngâm. Mình sẽ ngâm cho con gái mình hồi nó đi về nó ăn. Nhằm khi có kiến có đồ cả nhà, mình sát trùng luôn cho nó an toàn. Nước muối khoảng chừng 5 phút cho nó chết vi khuẩn. Nói chung là mình trồng ở đây là không có vi khuẩn gì, mình sợ giống như cái con gì nó bò qua nó đụng cái trái á. Mình rửa cho nó chắc ăn cả nhà. Cái này là hôm nay là đủ vốn rồi đó. Nhớ nó trái chín nữa đó. Ba bốn trái luôn. Nhóc hết trơn luôn. Hôm nay lấy vốn rồi còn bên kia 10 bụi nữa. Cái hoa giấy này mình mua ở trên tiệm Phương Nursery đẹp quá chừng luôn nè. Còn cái hoa này nè, cái nhà mình không biết cái tên nó là cái gì luôn, mình mua ở trong chợ Mỹ á. Trong chợ trời á cả nhà, cái cây này 16 đồng. Nè. Ha. 16 đồng mà nó nở bự vậy nè cả nhà, nó đẹp gì đây nè. Quá xá đẹp luôn.
Chậu ớt của mình, cái cây ớt này là của bạn mình cho giống ương sớm cho nên có cây cho mình, còn ớt của mình thì nó mới lên khoảng chừng một lóng tay thôi. Cây ớt này nó rất là đẹp luôn nha cả nhà. Bạn mình nói cái cây, cái trái này nó rất là cay nhưng mà mình thấy đẹp quá cho nên mình không có hái. Mình trồng cây á, thường thường mấy người mà ghiền trồng cây đó là trái khi nào chín lắm họ mới bẻ thôi, chứ họ để họ ngắm, giống như mình nè, mình không có hái, mình để mình ngắm. Cây ớt rất là đẹp luôn, trái nè, trái nó thòng xuống tới ở dưới cái chậu này luôn nè, dễ thương lắm. Cây ớt chưa được gang tay luôn á cả nhà. Nè cái tay mình trồng đồ ngày hôm qua mình thay phân cho cây, cái tay mình dính phân không luôn, nó không phải dính phân hết mà giống như nó còn dính dính đen đen nè, cái mê lắm cả nhà. Wow, cây sơ ghi của mình nè cả nhà, nhìn đã không, hôm nay nó chín đỏ 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 đỏ, nhìn rất là, cái cây sơ ri của mình rất là dễ thương luôn á. Mà mình hên có một cái á cả nhà, sơ ri ở đằng chỗ bán á, mình thấy trái nhỏ không à, mà cái cây của mình nó trái rất là to luôn, trái nào trái nấy ha, bằng ngón tay cái của mình vậy đó. Mà nó đang chín chắc khoảng 15-16 trái, rất là đẹp luôn cả nhà. Mình được hai cây, nhưng cây này thì đang có hoa nhỏ nhỏ thôi. Rồi còn cái cây này nè, nó đang có trái thấy ham hết biết rồi. Cả nhà nhìn ngay chân chỗ này nè, trái bự 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 không à, mà hai ba bữa nữa mình nghĩ chắc ăn được. Cái này chấm muối ớt thì rồi. Bây giờ mình sẽ ra cái cây thần kỳ này mình hái mình ăn thử nha cả nhà. Ở đây nó có 5 trái chín mà mình ăn thử, mình bẻ ăn trái đỏ nhất coi 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 làm sao ha. Thấy ở trên kia người ta ăn quá chừng luôn mà lần đầu tiên trong đời mình mới ăn luôn. Để mình ăn rồi mình nói cho cả nhà nghe ha. À, nó ngon cả nhà ơi, nó ngọt xớt à. Trời, lần đầu tiên mình ăn luôn á. Mình ăn xong mình dùi cái hộp xuống đây luôn cả nhà, nó ngọt rớt à cả nhà ơi, ngon thiệt. Cả nhà nên đi mua một cây thần kỳ về trồng ăn đi cả nhà, mình nghe người ta nói ngọt chua. Lúc đầu ăn chua nhưng mà ăn xong thì nó ngọt, nhưng mà cái trái mình á hôm nay nó chín nè. Ăn nó ngọt cái kiểu lạ lùng lắm, nó ngon lắm. Mà nó thơm nữa. Đó. Lần đầu tiên mình ăn luôn, ngon lắm. Cả nhà đi đi mua đi, cái cây này mình mua ở trên Phương á, Phương Nursery ở trên Garland đó cả nhà. Trái rất là ngon luôn. Cây hoa này mình đi chợ Mỹ, mình thấy đẹp quá mình mua mà mình cũng không biết tên luôn cả nhà, có ai biết tên không cả nhà? Cây hoa này nó rất là đẹp luôn. Cái hoa với cái lá nó bằng nhau luôn. Nó rất là nhiều. Hoa rất là đẹp luôn. Màu vàng với màu trắng luôn cả nhà. Có ai biết tên cây hoa này không? Rồi. Mình khoe cái vườn mình bao nhiêu đây cho cả nhà xem. Thôi bây giờ mình đi vô mình đi làm. Mình không quên cảm ơn ông bà cô chú bác và các bạn đã xem video của mình. Đừng quên cho mình xin một cái like và một cái đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cả nhà. Thank you. Bye bye.